Như các bạn đã biết, dụng cụ trang điểm bẩn có thể làm ảnh hưởng đến làn da và sức khỏe của bạn. Ngoài việc thu thập dư lượng sản phẩm, bụi bẩn và dầu, cọ trang điểm còn là nơi sinh sản của vi khuẩn. Dụng cụ trang điểm bẩn dễ dàng gây ra các tình trạng như nhiễm trùng, nhiễm nấm có thể rất nghiêm trọng. Vậy làm cách nào để chúng ta có thể vệ sinh dụng cụ trang điểm một cách sạch sẽ? Chúng ta nên thực hiện theo các bước sau đây. Rửa sạch đầu cọ dưới nước ấm đang chảy để loại bỏ lớp trang điểm còn sót lại. Chỉ rửa đầu cọ, vì ngập nước toàn bộ cọ sẽ làm hòa tan keo kết nối đầu cọ với tay cầm. Pha một chén nước ấm với một muỗng dầu gội, vì sử dụng xà phòng và nước thường có thể làm cho lông cọ bị khô. Xoay từng đầu cọ trong chén để tạo ra lượng bọt tốt, bạn cũng có thể xoa bóp từng đầu cọ trong lòng bàn tay. Rửa sạch đầu cọ dưới vòi nước. Lau sạch đầu cọ bằng khăn khô, sạch. Đặt cọ nằm ngang, bằng phẳng trên một chiếc khăn để khô tự nhiên. Không dựng cọ thẳng đứng, vì động tác này sẽ làm cho nước chảy xuống, nới lỏng keo kết nối đầu cọ với tay cầm. Để bảo vệ làn da của bạn và tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn nào có hại tồn tại trong dụng cụ trang điểm, bạn nên vệ sinh cọ trang điểm sau mỗi 7 đến 10 ngày. Và cuối cùng, hạn chế sử dụng chung dụng cụ trang điểm với người khác. Nếu còn bất cứ vấn đề nào cần được giải đáp, hãy đến ngay Bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn. Hoặc nếu cần có thể truy cập lên fanpage của bệnh viện để có thêm thông tin bổ ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!